khi bà con đến trang trại và mua con giống, ví dụ như bà con mua con giống cái thì trang trại có thể là hỗ trợ bà con, cho bà con mượn con đực để về khi bà con giao phối và bà con cho sinh sản xong, bà con có thể trả lại trang trại con đực, thì bà con có thể tiết kiệm được cái chi phí. Chào mừng quý bà con đến với kênh Nông Lâm.net. Khi quý vị bấm vào xem video này thì chắc hẳn quý vị đã có định hướng lựa chọn con ruồi má đào Thái Lan để chăn nuôi. Bởi vì đây là vật nuôi có nguồn thức ăn dễ kiếm, chuồng trại đơn giản, chúng có sức đề kháng cao, ít bệnh tật và hiệu quả kinh tế cao. Nếu như bà con chưa nắm được kỹ thuật thì đã có anh Nguyễn Văn Hưu ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ thực tế nhất trong video này. Bên cạnh đó, anh còn hỗ trợ con giống khi bà con đầu tư chăn nuôi. Ví dụ như là khi bà con mua ruồi thì anh sẽ cho bà con mượn con đực để từ đó bà con dành tiền mua thêm ruồi cái. Để được hưởng những hỗ trợ này thì bà con hãy đến trực tiếp trại anh Hưu trao đổi cụ thể. Số điện thoại liên hệ là số đang hiển thị trên góc phải màn hình video. Rất nhiều bà con thì cũng đang băn khoăn là khi chăn nuôi con động vật hoang dã thì có cần phải số vốn có phải lớn không? Thì hôm nay tôi cũng chia sẻ đến với bà con một con động vật chăn nuôi và không cần số vốn quá nhiều, bà con cũng có thể nuôi được. Đó chính là con ruồi má đào Thái Lan, một trong những con động vật hoang dã. Thứ nhất là có cái đề kháng khỏe, thứ hai đầu ra ổn định, thứ ba là có hàm lượng thịt rất là ngon, thứ tư là đang được rất nhiều các cái giới thượng lưu người ta săn đón vì là nó là một con động vật nó mang cái giá trị dinh dưỡng cao. Thì hôm nay thì tôi cũng chia sẻ đến với bà con những cái kinh nghiệm. Thứ nhất là cho ăn, thứ hai là làm chuồng trại, thứ ba là ghép đôi, thứ tư là làm sao để rúi đẻ sai nhất có thể để đem lại kinh tế cho bà con. Hiện nay thì trang trại cũng đang có rất nhiều chính sách là hỗ trợ những cái bà con nào mà có số vốn ít để kết hợp cùng bà con. Trang trại sẽ cung cấp con giống để đến với bà con mà bà con không cần phải bỏ ra vốn để bà con chăn nuôi. Cũng như là những cái thấu hiểu được những cái bà con là đang còn kinh tế eo hẹp. Thì hiện nay trang trại cũng muốn chia sẻ đến với bà con những con giống tốt nhất là để bà con nuôi, cũng như kiểu bà con nuôi thuê cho trang trại, như bà con vẫn mang lại cái kinh tế cho gia đình. Sau khi một thời gian mà trang trại đã thấy bà con có thể là ổn định và đã chăn nuôi phát triển tốt, thì lúc đấy trang trại sẽ hỗ trợ cho bà con những quy mô có thể lớn hơn và mở rộng hơn để giúp bà con chăn nuôi, và bà con lại giúp đỡ lại những người khác để cùng phát triển con động vật hoang dã này. Đây là khu vực chuồng trại nuôi ruồi má đào Thái Lan của anh Hưu. Bà con có thể nhìn thấy, ngoài các ô chuồng nuôi ruồi, thì bên trong chuồng chỉ có bóng điện, quạt mà không cần đến máy móc gì cả. Xung quanh chuồng được anh tạo nhiều cửa sổ để thông thoáng, mát mẻ vào mùa hè. Còn mùa đông thì anh sẽ đóng kín lại để tránh gió lùa. Anh Hưu chia sẻ, bà con có thể tận dụng những chuồng trại cũ hoặc nhà kho không dùng đến để làm chuồng nuôi ruồi. Chỉ cần cải tạo lại như chuồng trại bên anh là được. Còn cách ghép các ô chuồng sao cho phù hợp với các giai đoạn phát triển của con ruồi đã được anh Hưu bật mí sau đây. Mời bà con cùng theo dõi. Để bắt tay vào nuôi con ruồi má đào Thái Lan thì đương nhiên là bà con phải cần được một cái chuồng trại ổn định. Thì đối với những cái chuồng trại ổn định mà khi bà con đang tận dụng những cái chuồng trại cũ thì bà con sửa sang làm sao cho tôi nó thoáng mát về mùa hè và nó kín đáo ấm áp về mùa đông. Về mùa hè thì bà con chỉ cần thiết kế tôi những cái quạt trần chạy ở trên và thiết kế nhiều cái cửa sổ thông thoáng ở trên mái, thì bà con có thể chạy một cái dàn nước. Thứ nhất là giúp cho nó điều hòa cái không khí. Đối với con ruồi này thì nó có thể là chịu được cái nhiệt độ ổn định là từ 28 đến 35 độ. Khi bà con mà để cái nhiệt độ nó quá nóng thì rất dễ xảy ra những cái trường hợp ruồi bị sốc nhiệt, hoặc là ruồi bỏ ăn, hoặc là ăn kém, chậm phát triển, thì lúc đấy nó ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và phát triển của con ruồi. Còn về mùa đông thì khi cái thời tiết nó xuống lạnh sâu thì bà con lên lưu ý là bà con có thể đóng kín cửa, hoặc bà con có thể là thắp những cái bóng đèn sưởi, bóng đèn úm gà úm vịt để giúp cho cái nhiệt độ nó không xuống quá sâu, tránh tình trạng con ruồi nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường hô hấp của con ruồi. Khi bà con bắt tay vào ghép chuồng để chăm sóc ruồi thì bà con nên lưu ý đối với con ruồi má đào Thái Lan thì cái trọng lượng nó rất là lớn. Bà con nên lưu ý lên ghép những cái mẫu gạch là 60-60, không nên ghép những cái gạch 50, vì khi gạch 50 chỉ dành cho những cái con ruồi nhỏ tháng tuổi, còn đối với những cái gạch 60 là dành cho những cái con ruồi trưởng thành, thì khi bà con ghép gạch tấp thì nó có thể neo ra mất,
nó sẽ ảnh hưởng đến cái kinh tế của bà con. Khi bà con ghép chuồng, bà con lưu ý cái thời tiết của miền Bắc nó rất là hay thay đổi, cái không khí nó rất là lồm ẩm, nó rất dễ bốc lên. Bà con nên ghép gạch cách mặt đất cho tôi là từ 5 đến 10 phân, tránh tình trạng lồm ẩm nó bốc lên cái sàn chuồng, gây những cái bệnh ngoài da cho con rúi. Khi bà con ghép chuồng, bà con lưu ý là lên ghép tạo ra những cái nhiều các mẫu ô chuồng khác nhau. Thì đối với nhà tôi thì hiện nay thì đang ghép những cái ô chuồng là m2 m2, là dành cho những cái ô chuồng nuôi nhốt tập trung. Còn đối với những ô chuồng 60m2 là những cái ô chuồng dành cho những cái ô chuồng ghép đôi, có thể bà con ghép một con đực và một cái, hoặc một con đực và hai con cái. Còn đối với những ô sinh sản thì bà con nên ghép những cái ô gạch 60-60. Thứ nhất là nó sẽ vừa vặn, thứ hai là con mẹ nó ít di chuyển thì nó sẽ không ảnh hưởng đến quá trình, thứ nhất là mang thai hoặc là khi chăm con nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Để bà con chọn được những con rúi giống chất lượng thì anh Hưu khuyên bà con nên đến trực tiếp trại tìm hiểu trước, sau đó chọn con giống ở những trại chăn nuôi lớn, trại có nhiều đàn rúi sinh sản, rúi giống thuần chủng thì về chăn nuôi mới thuận lợi và đạt hiệu quả. Anh Hưu lưu ý thêm là bà con nên chọn rúi đực nhiều tuổi hơn rúi cái để ghép phối đạt tỷ lệ đậu bầu cao. Quý bà con nào muốn tham khảo trực tiếp rúi giống bên trại anh Hưu thì hãy liên hệ qua số điện thoại trên góc phải màn hình video để được đón tiếp. Thứ nhất là bà con nên tìm đến những trang trại lớn thì người ta có thể bao tiêu cái đầu ra cho bà con. Thứ hai là bà con phải tìm đến những cái trang trại uy tín, là những cái trang trại sinh sản chuẩn, nhất là cung cấp cho bà con những con giống tốt, đạt chất lượng để bà con về làm giống để sinh sản. Thì đối với con rúi ma đào Thái Lan thì cái tập tính của nó, thứ nhất là hiền lành ôm bế. Đây, như bà con thấy trên tay tôi đây là một con rúi ma đào Thái Lan trưởng thành. Hiện nay là mới được có 12 tháng mà trọng lượng hiện tại đang là 3,8 cân. Đây bà con nhìn thấy, thứ nhất là hiền lành ôm bế. Và cái tập tính của con rúi này thì đây, như bà con thấy đây, kẻ có thể là sờ mồm rúi có thể không cắn vì nó được thuần chủng từ bàn tay con người nuôi lên từ rất lâu. Thì khi bà con nhìn cái đặc điểm của nó là hai cái má nó ửng hồng đấy, thứ hai là trọng lượng rất là lớn và thân hình rất là dài. Đấy bà con nhìn thấy đây, khi bà con đi chọn con giống thì bà con nên lưu ý, đối với những con đực thì bà con nên chọn những con đực thứ nhất là trưởng thành hoặc già tháng tuổi, để khi đảm bảo cho cái việc giao phối nó sẽ đạt cái hiệu quả tốt hơn. Còn đối với con cái, khi bà con đi chọn những con cái thì bà con nên chọn những con là người dài, bụng thon, đấy, bộ phận sinh dục đầy đủ, không bị khuyết tật, cộng thêm là cái hàng vú của nó phải đều đủ 10 vú để đảm bảo cho cái việc sinh sản và để cho con bú nó sẽ hiệu quả hơn. Và đối với con đực thì bà con nên chọn cách con cái ít nhất là từ 3 đến 4 tháng, vì thường thường đối với con cái thì thường thường sẽ có hiện tượng lên giống trước con đực. Mà khi bà con bắt con cái và con đực bằng tháng tuổi thì khi mà con cái nó lên giống mà con đực chưa đủ trưởng thành thì nó lại lỡ mất một cái thời kỳ lên giống của con cái. Chia sẻ về cách nuôi rúi má đào Thái Lan sinh sản, anh Hiểu cho biết khi rúi đến thời kỳ lên giống sẽ có các biểu hiện như phát ra tiếng kêu lạ, cào chuồng, chạy quanh chuồng. Khi đó kiểm tra hàng ti của rúi, nếu thấy hàng ti đỏ ửng hồng và nở to ra, bộ phận sinh dục căng phồng thì chúng ta cần thả con đực vào theo dõi khoảng 30 phút. Nếu con cái chịu đực thì sẽ cho ghép từ 7 đến 10 ngày, sau đó tách con cái ra các ô chuồng riêng. Đây, như bà con thấy là một con rúi ma đào bắt đầu được cái hiện tượng là động dục, là nó sẽ đứng dựng và cào chuồng, nhất là phát ra những cái tiếng kêu lạ hoặc là chạy chung quanh chuồng. Thì lúc này thì bà con nên tiến hành, bà con nên cầm con rúi lên và bà con nhìn, nếu mà thấy cái hàng ti thứ nhất là dài ra và đỏ ửng hồng, bộ phận sinh dục đã căng phồng, lúc này thì bà con nên tiến hành là sẽ thả đực. Thường thường thì khi nhà tôi thả đực thì sẽ quan sát ít nhất là từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, nhất là để kiểm tra xem cái biểu hiện của con cái nó có chịu con đực không. Thì khi bà con thấy con cái có biểu hiện mà vẩy đuôi mà cứ lùi đít vào mặt con đực thì lúc này là con cái đã chịu. Mà khi lúc đó thì bà con nên tiến hành ghép từ 7 đến 10 ngày, xong là bà con tiến hành tách con đực và con cái ra riêng. Đối với con đực thì bà con lại cho ăn một chế độ ăn tốt hơn để giúp nó sẽ phối được một lứa tiếp theo. Còn đối với con cái thì bà con nên tách ra những ô 60-60 và có một cái chế độ ăn phù hợp đủ chất dinh dưỡng. Thứ nhất là để cho rúi mẹ nó nuôi được cái thai trong. Thứ hai là khi sinh sản ra nó có sữa tiết ra luôn, nó giúp cho con nó bú được luôn. Thì lúc đó thì nó sẽ đảm bảo cho cái việc chăm con. Đó là cách ghép đôi cho rúi. Còn khi rúi đã mang bầu và sinh con thì chăm sóc như thế nào? Sau đây anh Hưu sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình cho bà con tham khảo.
Như bà con thấy, đối với những cái ô sinh sản thì thường thường nhà tôi sẽ cho về những cái phía cuối chuồng, nhất là tránh tình trạng là người qua lại ra vào hoặc là có những tiếng ồn nó sẽ gây ảnh hưởng đến con rúi, thì bà con nên thiết kế những cái ô chuồng sinh sản ở cuối chuồng, không nên làm ở những cái đầu cái cửa chuồng đi vào. Đây như bà con thấy, đây là một ổ rúi của một con mẹ mới sinh được 10 ngày của nhà tôi, thì nhà tôi có che một nửa phần chuồng đấy và bớt lại một nửa. Thì đối với những con mẹ đang sinh sản này thì cái chế độ ăn hiện tại của nhà tôi đang cho ăn, đây như bà con thấy đây, nhà tôi bổ sung là cái cám lợn đẻ. Cái cám này nó kích sữa rất là tốt, nó giúp cho con mẹ nó rất là nhiều sữa để cho con nó bú. Thứ hai là đối với những cái thức ăn nhà tôi đang cho ăn là gồm có là ngô tươi. Đây ngô tươi, thì đối với con rúi thì đang sinh sản thì cái ngô này nó chứa rất nhiều cái hàm lượng sữa, nó rất là tốt cho con mẹ. Cộng thêm là nhà tôi cũng có trẻ nhỏ những cái mẩu mía, nhất là nó chứa rất nhiều cái lượng nước và lượng đường, thì nó giúp cho con rúi rất là tốt, nó đủ cái chất dưỡng chất cho con mẹ nó chăm con. Đối với những cái dòng rúi mà nó nhỏ tháng tuổi như này, khi bà con lưu ý bà con trẻ che cho rúi ăn thì bà con không nên trẻ quá to, bà con chỉ nên trẻ vừa phải, nhất là vừa cái tay ôm con rúi thì nó đảm bảo cho cái việc rúi nó ăn và nó không ảnh hưởng đến cái răng. Khi bà con đi chặt tre, bà con lưu ý là khi bà con đi chặt tre thì tránh chặt vào những cái hôm trời mưa, thì trong cái lượng lúc đấy tre nó sẽ ẩm ướt và nó chứa nhiều cái lượng nước hoặc là lượng axit thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái đường ruột con rúi. Cộng thêm là tre khi bà con cho ăn thì không nên cho ăn những cái tre sâu, tre hỏng, nói chung là nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của con rúi. Bà con lên khi chặt tre về, bà con muốn giữ được tre để lâu thì bà con có thể cắm vào những cái xô nước để cho tre có thể giữ được từ 10 ngày đến 15 ngày. Và khi bà con cho ăn thì những cái đầu tre mà cắm xuống nước thì bà con nên cắt sâu khoảng từ 20 đến 30 phân, bà con bỏ cái đầu ấy đi. Khi nó ngâm xuống nước nó bị ủng như thế mà bà con cho ăn thì nó rất là ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của con rúi. Qua những chia sẻ của anh Hiếu trên đây, bà con đã có được những kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi con rúi má đảo Thái Lan cơ bản. Để tìm hiểu thêm kỹ thuật chăn nuôi nâng cao thì bà con hãy liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình video và đến trực tiếp trại anh Hiếu tham quan cũng như ở lại trại để học tập kỹ thuật chăm sóc, chăn nuôi. Khi bà con mua con giống ở trại anh Hiếu thì anh sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, có giấy bảo hành về con giống và có hợp đồng bao tiêu đầu ra cho bà con từ 5 đến 15 năm. Vừa rồi là những kinh nghiệm đã chăn nuôi lâu năm của tôi mà tôi đã chia sẻ đến với bà con để phát triển thành công nuôi con rúi má đảo Thái Lan. Thì tôi cũng có một lời khuyên đến với bà con, khi bà con đã định hướng được là mình đã chăn nuôi và tìm hiểu nuôi con gì thì bà con thứ nhất lên đến tận trại. Đấy, thì thứ nhất là với những người giàu kinh nghiệm như tôi đã chăn nuôi thì tôi có thể tư vấn được cho bà con tất cả những cái kỹ thuật cơ bản để bà con phát triển, từ những cái nhỏ nhất như làm chuồng, làm sao cho nó hợp lý để tránh được những cái bệnh không đáng có. Qua lời nói của tôi mà bà con chưa thể lắm được sâu những cái kỹ thuật thì bà con có thể ở lại tại trại và thực hành, chính bà con sẽ là người chăm rúi cùng tôi để bà con nắm được những cái kỹ thuật cơ bản và thiết yếu. Thì lúc đó tôi sẽ cung cấp con giống cho bà con. Khi cung cấp con giống cho bà con thì để bà con yên tâm về cái sau này khi bà con sinh sản ra được những cái con nhỏ thì trang trại sẽ có một cái hợp đồng bao tiêu cho bà con là từ 5 năm đến 15 năm tùy bà con ký. Và sau đó nhà tôi sẽ có hai cái mức giá đưa ra cho bà con, là một là cố định, hai là theo thời giá. Cộng thêm là sẽ bao tiêu giá con giống cho bà con là từ 2 tháng 6 tháng là sẽ là giá con giống. Và đối với con giống nhà tôi thì là tại trại tôi sinh sản ra thì cái đề kháng của con rúi tôi nuôi tôi đã biết nó rất là khỏe, nên tôi có thể bảo hành cho bà con là 2 đến 3 tháng tùy cái tháng tuổi bà con bắt để bà con yên tâm bà con chăn nuôi.